Hai, mọi người, mùa dịch Covid khiến em điên đầu vì không thể cắt tóc được. Và em cũng khá là nhàn rỗi để nghĩ ra những cái trò mới. Và vô tình em đã phát hiện ra một điều, chính là khi sử dụng mạng Internet của VNPT và FPT cùng một lúc thì cái cửa hàng Hoàng Piano xếp bán đàn đang sử dụng mạng VNPT công nghệ mạnh nhất 200 MB, đóng tiền 300 ngàn một tháng. Còn em thì dùng mạng FPT mạnh cũng ngang ngửa 250 MB, đóng tiền 537 ngàn một tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sự so sánh tốc độ giữa hai cái mạng này nha. Tiếp đến chúng ta sẽ thử up lên một cái kênh YouTube khác. Kênh 5.200 người đăng ký ha. Mấy kênh soàn soàn chơi thôi. Để thử tốc độ coi là bao nhiêu nha. Rồi đăng lên. Bây giờ clip này tụi anh đăng lên mạng của FPT. Mạng này thì 537.000 một tháng. Gói cước là 250 MB. Để coi nó có nhanh hơn tốc độ 17 phút của mạng VNPT 200 MB 300 ngàn một tháng. Bắt đầu 6 giờ 40 phút. Đi coi bao lâu. Nguyên cả khu luôn. Nguyên con luôn, không có cái gì mà khỉ trong đây. Con không Mất có dứt không 17 có phút. Mất 17 phút nha các bạn. Ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa mọi người? Trời ơi. Bây giờ mọi người nói em nên sử dụng FPT hay VNPT đây? Sự thật đã quá rõ ràng rồi đúng không? Từ lúc em xài cái kênh YouTube 32 triệu sub thì em bắt đầu xài cái gói cước cao nhất của FPT cách đây là cũng khoảng 15 năm rồi đó. Mà em luôn tin tưởng FPT là đường truyền mạnh nhất.